Bây giờ có 5 miếng chanh. Chúng ta sẽ chơi như giống như hồi nhỏ vậy đó, chơi truyền chanh. Ai mà làm rớt cái chanh á thì Thịnh sẽ ngậm một miếng chanh. À tức là như là rớt thì Thịnh cũng ngậm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi thích trò chơi. Tại sao chỉ có mỗi mình em ngậm chanh thôi vậy? Tại quy tắc nó vậy, không biết ai. Lỡ khen bị hại rồi. Không cần nó ngộ em ơi. Chơi hai người chơi sao khách mời cũng thua á. Ừ. 1 2 a ắc ầu. Nói là tôi ở yên thì cũng làm rất là không ai tôi. Yeah.